Cụ đi chân lạnh toát nha. Bitcoin 500.000 rồi. Hôm nay cái tin ra của tiền điện tử là tương lai của Hoa Kỳ và cần dẫn đầu. Ông này ông ấy nói về cái Bitcoin của Mỹ, cũng như là hôm nay nó in thêm Tether 1 tỷ đô. Cryptocurrency hitting a new milestone, topping $57,000 before sliding overnight. As you can see, it is at $55,000 this morning. Joining me right now is the chairman, the former chairman of the U.S. Commodities Futures Trading Commission. He is now Digital Dollar Project Cụ đi chân lạnh co-founder toát and à. Counselor at Willkie Nước Farr Mỹ and cần phải dẫn Gallagher đầu. Senior Counsel, Christopher Giancarlo. Christopher, it's great to have you this morning. Thanks very much for being here. I want to tap into your expertise in terms of what's going on with Bitcoin Quá khiếp. and the digital dollar. How do you see things changing